Chiều 23 tháng 12 năm 2021, tại buổi họp báo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đã thông tin về việc tổ chức học sinh lớp 9, lớp 12 đi học trực tiếp sau 2 tuần thí điểm. Ông Trịnh Duy Trọng, trưởng phòng chính trị tư tưởng Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Sở Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Sở Y tế trong công tác tổng kết việc tổ chức học trực tiếp sau 2 tuần thí điểm, kết thúc vào ngày 25 tháng 12. Vào tuần sau, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế sẽ báo cáo với Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về kết quả và tham mưu lộ trình học trực tiếp từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Đồng thời, các trường tổ chức lấy ý kiến phụ huynh học sinh sẵn sàng cho con em đi học trở lại từ ngày 3 tháng 1 năm 2022, cũng như ý kiến của phụ huynh học sinh có con em đã học trực tiếp trong thời gian qua để nắm bắt sự đồng thuận, băn khoăn, lo ngại trong 2 tuần thí điểm, để từ đó có sự chuẩn bị kỹ hơn, phối hợp chặt chẽ hơn khi tổ chức việc học trong thời gian tới. Được biết, từ ngày 13 tháng 12 đến 25 tháng 12, khoảng 150.000 học sinh lớp 9, lớp 12 trở lại trường học trực tiếp sau gần 4 tháng học trực tuyến do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sau 2 tuần thí điểm, Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Y tế cùng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các quận huyện cùng thành phố Thủ Đức sẽ tổng kết, rút kinh nghiệm và tham mưu Ủy ban Nhân dân để quyết định mở rộng đối tượng học sinh đi học trực tiếp hoặc tổ chức cho toàn bộ học sinh đến trường từ ngày 3 tháng 1 năm 2022. Cũng theo lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo, sau thời gian thí điểm, học sinh lớp 9, lớp 12 tiếp tục đến trường học trực tiếp như thời gian vừa qua và các trường thực hiện nghiêm túc những quy định phòng chống dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên.